voi kia. Các ngươi dám bảo vệ con người, ta phải trừng phạt mới được. Đừng, đừng ông hổ ơi, bọn con không phải người xấu mà. Con nhóc, im lặng đi. Ta biết quá rõ con người, không có tên nào tốt đẹp hết. Một giống loài ích kỷ, không biết tôn trọng tự nhiên. Nhìn ngươi là ta biết ngay chính là kẻ xấu. Bắt được con cầm đầu rồi. Ông Khô Lô, đừng hại ông hổ. Hơi, phiền phức quá đi. Tránh ra. Tám Tốt, còn có sao không? Ngươi không thoát được đâu. Đủ rồi, con hổ đã kiệt sức, không cần hại nó nữa. Dở dẫn, không hạ con cầm đầu thì sao mà tiến lên được. Nhưng mà con đã nghe thấy lời của ông hổ, động vật ở đây không thích con người vì các bạn ấy đã bị đối xử tệ đó à. Hay, con người với chúng ta đều xấu xa, nhưng các ngươi thì lại bảo vệ ta sao? Không phải ai cũng độc ác như thợ săn đông hổ. Gia đình bọn con sống ở nông trại cun rất gần gũi với thiên nhiên. Nhiều người bây giờ cũng đã biết bảo vệ môi trường. Và cả tiến sĩ Hô đưa các bạn thú lên đây cũng là để bảo vệ nữa. Thật là khó tin. Giờ đang có những kẻ ác thật sự đang muốn chiếm lấy con tàu này, đe dọa cả con người lẫn muôn thú. Bọn con đang muốn lên đầu tàu để đánh bại chúng. Ta không tin con người tốt đẹp như vậy. Nhưng được thôi, vì các ngươi vừa nãy đã cứu ta. Nếu muốn vượt qua nơi này thì tự đi mà tìm đường lấy, với điều kiện là không được phá thêm cái gì ở đây nữa. Cảm ơn ông hổ nha. Ổn rồi, ta đi tiếp thôi. Cửa này cũng khóa rồi. Ban nãy hổ nói không cho chúng ta phá tường, phải tìm cách nào đó thôi. Hả? Ta nghĩ phải có chìa khóa đâu đó quanh đây. Thử đi tìm xem. Mọi người cầm thêm huy hiệu liên lạc nè. Lạ quá, sao chỉ nơi này là có tượng? Chắc tiến sĩ Nô thích cừu lắm. Hả? Chuyện gì vậy? Phát hiện kẻ xâm nhập. Phát hiện kẻ xâm nhập. Tôi thấy ông tiến sĩ tới bấm bấm cái gì ở tượng cừu kia đó. Vậy chắc đó là bản điều khiển của ta tàu này rồi. Đem đến đó kiểm tra thử. Vậy anh sẽ đánh lạc hướng đám cừu.
Bên đây nè. Hướng này. Có giỏi thì lại đây. Vui lòng nhập mật mã. Có 5 chữ cái. Có mật mã nữa sao? Biết là gì đây? Hay là công cụ? Mật mã không chính xác. Vui lòng thử lại. Ôi không! Cẩn thận! Mật mã chính xác. Thành công rồi. Em giỏi quá. Chớp chớp, tắm thuốc. Hai con có sao không? Ba ba, tụi con đã tìm được bảng điều khiển sở thú. Có thể mở cửa ra được rồi. Còn giỏi lắm, chúng ta nhanh chóng tới tòa tàu tiếp theo thôi. Sưu tập trọn bộ thẻ khám phá Cool cho hành trình du ngoạn thiên nhiên đầy lý thú cùng gia đình nông dân Siêu Phàm. Sưu tầm 24 thẻ khám phá bất kỳ trong các lốc sữa Cool hộp giấy để nhận ngay một gói siêu Cool vô cùng êm ái. Gói Cool thần kỳ thật là êm, lại vừa ấm vừa thoải mái mà không bị tê tay. Đổi ngay 36 thẻ khám phá bất kỳ để nhận một áo choàng biến hình Cool. Đi cắm trại không thể nào quên mang lều. Tìm ngay một thẻ đặc biệt trong các lốc sữa Cool hộp giấy để nhận ngay một lều siêu Cool. Vô cùng an toàn và chắc chắn để chuyến đi của bạn thêm lý thú. Cùng Cool du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá.